Cái gì? Ừ, rồi đúng. Đúng sao? Đến với kênh Phước Thiện Vlog, hôm nay Thiện sẽ quay trực tiếp vui Trung Thu cùng các cháu. Thì bởi vì kem chú trai gì cháu hốc xẹt nói chung Trung Thu năm nay dù có mưa đi nữa cũng các cháu vẫn chơi vui vẻ các bạn. Nói chung là trăng chưa lên, khi mà trăng lên sẽ tập trung về đây các cháu rất nhiều. Đây một vùng nông thôn xa xôi thị trấn 3-4 cây số luôn các bạn, nhưng mà khu vực trong đây sống yên bình rất vui đúng không ạ, nên Thiện mới xuống đây chơi để tham gia Trung Thu cùng các cháu. Ui, gió quá, gió quá. Khó đúng không, thắp đèn quá. Rồi gắn sao lại tới bình xăng nó làm cái hình luôn đi. Trời ơi trời. Chút xíu còn tí rồi tới. Đó là các em nhỏ đang tập trung lại chơi đó các bạn. Nói chung ở đây xa xa cái nhà được vậy cũng là ấm cúng lắm rồi, chứ đâu phải như ở thành thị đâu. Con lợi rồi.
Gắn cây cao đi, chắc cây cao không sao rồi. Chào quá không? Cái gì vậy Dũng á? Gà chân, gà chân, gà chân, gà chân. Dạ. Gà chân cầm chơi kìa. Không tuổi thơ của dựng ba con là giờ này đi chặt u du. Mày nói làm ớt mày. Rồi trời, đi nghỉ, 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 nghỉ như tôi lặn xu đi. Mai mốt rồi chỉnh ra trong hơn nữa. Đi nghỉ tôi như con xu đi. Đó, vậy thì ịnh vô luôn đi. Đây, các cháu đang tập trung ở đây nè các bạn. Nói chung vùng nông thôn nên nhà cách nhà cũng xa lắm nên nó cũng không có tập trung các cháu nhiều. Chúng thu với đèn cá chép. Tay này nữa thôi nha. Này. Nghĩ sao khi làm cái lồng đèn này cho em đốt có hai cái. Đừng có chạy. Thì thấy tiếc không? Cái lồng đèn này cái gì mà khi cho em đốt có hai cái đèn này. Bên kia nó bị chưa vô rồi. Bên kia nó chưa vô. Rồi bánh luôn. Rồi tự luôn. Chào quá gió nó lộn á. Con nhẹ nhẹ có co. Đi từ từ lại thôi. Thân người con manh. Người con manh động mà. Gắn cái đèn cái lên đi ha. Ủa, gắn cái bên đây đi. Rồi nó làm luôn hả? Ngon hả? Mày không? Cái gì? Có bánh gì vậy? Có bánh gì? Nếu có bánh mày lấy cái ca chạo qua cho mày. Bắt gà vậy. Bắt
vui hết trơn rồi. Trời ơi, đi tự tự thôi. Chó lại xuống trời. Trời ơi, trời chiều hi hầm để ăn cơm đó Thành ơi. Chú có bài. Về thế. Hãy cho con. Hãy cho con. Nè nè nè. Ui, chết thích giác hả? Đây là vui chơi trung thu của những em nhỏ, còn cái này là những em lớn đang chuẩn bị mồi màng. Vậy hết rồi, đi đâu hết rồi. Chúc các bạn chung vui vẻ. Mới réo mà. Không. Nó móc áo ra coi số cái 6. Cái đi, cái đi, cái đi. Thôi chung thu chung 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 chung
cháu. Ở bên tỉnh nãy giờ xuất mấy lần rồi. Nãy giờ mà tắt mấy lần. Cũng được hết rồi, để ngày qua ngày. Biết năm sau còn sống không mà còn nhớ hổ thì thích tập trung năm sau. Năm nào tính năm đó đi. Ủa? Rồi tắt luôn. Bye bye. Còn sống như thỏ quan chăn hả? Sao cơn mưa lại khó cầu vòng? Có thêm một thành viên mới nữa các bạn ơi. Đó là em nhỏ mà. Nè bánh của con nè. Để đây nha. Rồi ba đứa này đây. Dạ con cảm ơn mẹ. Rồi ba đứa này đây. Ê đừng rút vậy. Mẹ dẫn em đi vòng vòng đi xô. Thôi cái đụng. Đụng chảy á. Đừng có đụng. Rồi. Đụng ngủ rồi. Xô này vậy có. Cái này chắc phải rồi, bước cái người rất đẹp quá. rồi cái này cầu mà chiếc thiên giáp sao quá Xu ơi. Rồi dẫn đi đồng vòng đi. Ba đứa đi đi. Không được quá. Rồi dẫn anh đi đi. Cầm năng quan. Rồi xong. Vô đây mẹ đốt nè Xu. Rồi Xu nữa rồi. Rồi năm tới mướn người đốt được cày mới được. Năm tới nhảy xuống chứ. Điện chứ. Biết gì? Nhảy gì đứng ở đâu vậy trời? Phải rồi.
Năm tới thì cho chơi đèn pin đi. Không, không chơi led mà mình bẻ á. Bẻ cái chế sáng lên. Bây giờ nó có cái cây dây đẻ là gắn theo đường dây điện nó vô giỏng rồi bấm vòng tròn trong cái đồng đèn đó luôn, là ở trên đây là mình bấm nút mình cầm trên tay luôn. Làm cho con đớt nữa. Đó. Con. Nãy giờ giống nó không vô lắm luôn á mà. Nhẹ con, nhẹ con. Đớt. Đớt mà cũng xỉn đó con. Thôi nếu mày đớt đi đây tới chụp con tắt nữa, chỗ dính. Con đi con đi. Mày để mày đây. Thấy gì đớt mà cũng xỉn rồi đó. Ăn bánh là tiền. Rồi chết. Rồi đi đi. Thì chơi đi hết thì ai tới. Không bỏ đi sao? Ồ, mời là. Nhẹ nhẹ đó, nhẹ nhẹ đi. Đưa tiền hết đi. Vậy em luộc hả? Còn mấy con hả? Vậy sao lấy thêm cái đũa không à? Vậy em mà cắt ra găm ngon. Vậy em ngon hơn con một chút. Dẫn quá. Vậy có gẹm thì nó sao ta? Nó luộc mà không kịp đó. Này, nói bữa nay có dê ăn nữa kìa, phải không? Dê. Chơi vô rồi, tao nó đi có mất kia rồi. Xuống đây văng từng nữa đó nó đặt xuống sâu. Đây tới 9 giờ được không ơi? Không hỏi nó xỉn á, nó xỉn. Đứa mẹ, thôi. Em đang quay phim mà trời. Làm đèn chúng không không? Này chí đưa nè. Rồi nè, xuống đi chơi với em. Đi xuống nè. Ngã của chú bây giờ nè. Đi xuống nè nha. Rồi xong, xong. Xuống đi, đi xuống đi. Để tắt nữa rồi kìa. Mày đứa là đụng nó uống chừng chén nữa. Nó đánh mày đi đưa nó uống. Rồi, đây. Rồi đây con. Rồi xuống dưới dựng cái đây. Để chân lên nè, chân lên nè. Chân lên nè. Chân nhẹ thôi, đừng quơ. Cầm đang quơ. Đi 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 đi. Rồi xuống đi sâu, xuống chơi với em kìa. Bây giờ mượn cắm. Có thời gian nữa đi cắt tổng mẹ gì ở ngoài.
trăng lên các bạn ơi. Qua chế độ luôn rồi. Cái này thích chơi được. Ngày mai thích bắt xích ra đây, xích ra cho mẹ đắp nha đi. Mẹ đắp nha. Đi ra, đi ra. Kêu đi ra con. Đi qua đây nè. Đi qua đây chạy đốt nha. Rồi, hát con. Hát, hát, hát. Đốt nhang rồi hát con. Vậy. Thì để đây, Phan đốt nhang rồi cái. Gì con? Mày coi chừng con mắt tao mày xỉa rồi. Đốt mình chạy hả? Đây mẹ xuống. Con cũng thằng mẹ xuống. Con đừng có lôi. Đây đây đây. Dạ, mẹ quấn con. Mẹ thiếu. Rồi đi đi. Rồi đi ra hát rồi con. Có bảy đi đi. Các bạn thấy sao gặn cây có ánh trăng lên rồi. Rồi xu để mày dựng ba cờ đốt ra. Chưa còn cháy mà. Ê cờ cháy cho cạn xuống cái đi mới thay được con. Rồi con đi bé rồi mẹ ơi. Nè con đi bé này đi. Con nữa. Con đi bé rồi mẹ trời. Hai cha con mày đốt nhau đi. Trời. Nữa thì mình bé luôn. Đó rồi xu này nó quậy. Con đi rồi, bé. Đi chơi đi. Không, vậy là bữa nay là sinh nhật của bé Út hả? Hai đứa. Vậy là chúc mừng sinh nhật nha. Rồi. Vậy không hay, phải hay mua bánh kem rồi. Trời ơi. Nãy giờ có hay đâu. Chúc mừng sinh nhật các ơi. Đó các bạn có thấy đẹp. Đây là trung thu vùng nông thôn cách xa thành phố 10 km các bạn. Các em vùng nông thôn thì nói chung là cũng nhà cách xa nên cũng không có tập trung lại được các bạn, mong các bạn cũng thông cảm ha. Ờ các bạn thấy đẹp không? Con để cây rồi cày ngang ngang. Trời có cây đó luôn hả? Ghê vậy. Đây, Thiện cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn thương tình Thiện cho Thiện xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi, Thiện xin bye bye nha.